Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Để Làm Đúng. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái tủ bơm nước cho một người khách ở thành phố Đà Lạt. Thì cái tủ này là để cho bơm nước lên lên bồn của một cái khách sạn ở Đà Lạt. Thì bơm này là bơm có công suất là 3,7 kW, 3,7 kW. Nó là motor 380V không người. Thì đối với cái con 3,7 kW thì mọi người cứ nhân 380 thì mọi người nhân 2 lên là nó tầm 7,4 ampere, thì cái dòng định mức của nó là từ 7,4 ampere ha mọi người. Đấy, mặt ngoài thì mình sẽ bố trí như thế này, ba cái đèn báo pha thấy không, và một cái đèn báo quá tải. Thì khi nào cái bơm quá tải rồi là giờ lên nhiệt nó sẽ bị chip và đèn báo quá tải này nó sáng lên. Còn đây là cái đèn báo hoạt động, khi nào cái bơm đang bơm nước lên á thì cái đèn báo hoạt động nó sẽ sáng đấy. Và đây là cái nút dừng khẩn cấp, khi ấn nút dừng này vào thì không có hoạt động cái tủ này nữa, không hoạt động được. Còn đây là cái công tắc có 3 chế độ là ốp và chạy bằng tay. Chạy bằng tay là coi như là đặt qua là cái bơm bơm nó không có phao đầy hay phao cạn gì, nước đầy hay nước cạn gì nó vẫn bơm. Còn ở chế độ tự động thì đối với cái con này bơm là chống tràn, thì mình sẽ đấu vào hai cái cực, đó là A1 và A2, đúng không? A1 và A2 không người. Chống tràn thì mình đấu vào A1 và A2 để điều khiển không từ, còn chống cạn là mình sẽ đấu vào B1 và B2 ngược lại ha. Khi nào mà nói về chống tràn ha, là khi nào cái bồn nước đầy á, cái bồn nước đầy á thì tiếp điểm A1 và A2 hở ra, đúng không? Khi nào nước cạn thì nó đóng lại để cho bơm bơm. Còn bơm chống chống cạn thì nó ngược lại. Khi nào mà nước đầy á thì tiếp điểm B1 và B2 thông, đóng điện cho khởi âm tự bơm. Đúng không? Còn khi nào mà nước nước cạn á thì nó hở mạch nó không cấp nguồn cho khởi âm tự ha. Đấy, đấy là nguyên lý hoạt động của cái phao. Rồi đi vào bên trong. Đây là bên trong ha. Bên trong thì đối với con bơm này là 3,7 kW thì mình chọn khởi động từ là dư cho khách luôn. Khách yêu cầu là cho an toàn là 18 ampere, tôi chọn 18 ampere. Không. Rồi rồi lên nhiệt thì mình sẽ chọn cho đúng. Rồi lên nhiệt thì nó không có thể thừa được và nó cũng không thể thiếu được ha. Phải đúng. Nghĩa là cái dãy chỉnh nó là từ 7 đến 11 thì mình ở đây mình sẽ chỉnh là 7,5. 7,5 ampere. Để cho nó phù hợp để nó bảo vệ cái motor được ha. Chứ mọi người chọn mà cứ công suất lớn quá mọi người chỉnh thì gọi là nhiệt nó không có công dụng hết mọi người. Còn đây, đây là cái relay phao an toàn nè. Đấy, relay phao an toàn, relay phao điện an toàn, không? Đấy. Thì cái nguồn ga, cái nguồn ga của cái relay phao này á, đi hai cái dây dẫn đến phao á là nguồn DC hết mọi người. Cho nguồn mọi người có sửa hay mọi người có đụng bằng tay hay gì hay trực tiếp vô á, thì nó cũng không có giật điện không. Đây gọi là nhiệt nè, tôi chỉnh nè cái mũi tên nè, mọi người thấy cái mũi tên đen không, cái mũi tên đen này nhỏ xíu nè, nó chỉnh nó chỉ ngay mình chỉnh chỉnh 7 chấm mấy ampere nè, tầm 7,7 chấm 5 ampere không, để nó bảo vệ động cơ của mình. Khởi động từ thì khởi động từ 18 không, do khách hàng đã có cái app rồi cho nên mình chờ chỗ trống này cho khách hàng lắp app của khách hàng vào, chứ không có mình không có cung cấp app, đáng lý là phải lắp luôn nhưng mà khách hàng yêu cầu là không lắp app thì mình trừ tiền lại thôi. Không, đây là nguồn vào mọi người, cái domino là đấu nguồn nè, 1 2 3 là đỏ vàng xanh là ba pha lửa 380 cấp vào. Còn dây thứ tư này nè, dây thứ tư này là cái dây trung tính ha, dây nguội ha. Đấy, còn tiếp theo là 5 6 7, 5 6 7 là 567 là ba cái dây ga motor, tôi ký hiệu nè, motor không. Còn hai dây cuối cùng là hai cái dây vô cái phao không. Nếu mà bơm chống chống chạng thì mọi người sẽ đấu hai dây này vào chân A1 và A2. Còn nếu mà chống chống cạn thì mọi người sẽ đấu ngược lại là B1 và B2. Đấy. Cái con relay phao này nó có thể là hai công dụng song song nha. Do nên ở đây là không có cái tôi sẽ đấu vào hai cái phao trên, hai cái dây là vô hai dây trên đó mọi người. Do là cái bơm này là bơm chống 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 tràn cho nên thì mình sẽ đấu vào cái phao trên nè, để phao trên.
Còn phao dưới thì mình sẽ cầu lại trực tiếp. Thì lúc này lúc nào ví dụ như phao bên bên dưới á, thì là nó lúc nào cũng có nước rồi cho nên thì nó thông mạch. Còn phao trên này mình dùng cái phao trên này mình đấu qua cái hai cái điểm của hai phao trên là 1, 2 nè, mình sẽ đấu vô cái phao, đấu vô cái phao để khi nào mà cạn nước thì bơm nó bơm, để đầy nước thì bơm tắt, cạn nước thì bơm bơm. Đấy. Và cái dây, hai cái dây dẫn này lên cái phao này á, là điện rất là an toàn ha. Đây mọi người, tôi có thể đụng vô hai cực luôn nè, đấy rất là an toàn đó mọi người, không có bao giờ bị giật, rất an toàn cho người sử dụng. Đấy, 1, 2, 3 là nguồn cấp lửa 1, lửa 2, lửa 3 vào, còn dây 4 là dây nguội, còn 5, 6, 7 là gương motor, thấy không? Còn chân 8 và chân 9 nè, là hai cái dây này mình kéo lên đấu vô chân A1, A2 của phao, là cái tủ mình nó đã hoàn thiện, thấy không? Rất là đơn giản. Và mình chuẩn bị test xong rồi mình chuẩn bị đóng cái thùng vào thùng mốt để gửi cho khách hàng ha mọi người. Đấy. Rồi video mình chia sẻ đến đây là kết thúc mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho kênh của mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ để mình có động lực kênh nhiều video hơn cho mọi người xem. Cũng như là chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết được cho mọi người ha. Xin ân ái chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo ạ.